Nghi, hôm nay ai là người trực tập vụ ở đây? Có chuyện gì vậy? Hai đứa giấu cô gì? Dạ là cô Lý á cô. Cô Lý hả? Người mới vô hả? Hai đứa có chuyện gì? Nói cho cô nghe. Dạ, cô Lý đó là do chị Mai Lan trực tiếp tiễn vào á. Chị có dặn là nhớ để ý rồi chỉ bảo cho cô. Mà tụi con nói cô đó không có chịu nghe. Còn nói mình là người nhà thân thiết của chị Mai Lan nữa. Cho nên tụi con đâu có dám nói nhiều đâu cô. Bực mình lắm cô ơi. Nhiều khi tụi con ra nhắc nhở vài câu á, mà cổ sững cổ lên làm như là tụi con đàn áp cổ nhiều lắm á. Nhưng mà hai đứa có nói chuyện này cho Mai Lan nghe chưa? Dạ tụi con có nói khéo rồi. Chị Mai Lan cũng có kêu cổ ra để gặp riêng rồi. Nhưng mà đâu cũng vô đó à cô ơi. Con cứ ra nhắc nhở đi. Cứ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Dù gì á thì cũng không có được ngồi bàn của khách như vậy. À, mà cô ơi, cô đừng có nói với chị Mai Lan là tụi con nói chuyện này với cô nha. Không chỉ la tụi con á. Chị Lý ơi, tới giờ làm việc rồi, bàn này bàn của khách, mình đừng có ngồi ở đây nữa chị. Rồi thì mình nương nhau đi. Đẩy đẩy vô mà lỡ trúng tôi có vấn đề gì là ai chịu trách nhiệm? Là cô đụng con mà. Đụng đâu đụng. Tôi đi tôi đã né đây, cô còn lách qua tôi nữa. Cô bị liệu theo tôi rồi, con giờ cô đổ thừa nữa. Giờ muốn nghỉ làm không? Mệt ghê vậy đó. Cô Lý, nay cô lại đi làm trễ nữa hả cô Lý? Mới 7 giờ hơn có chút xíu trễ gì. Đi đường xe cộ này kia trễ nãy chút xíu 5-3 phút chứ làm như chuông nhà thờ đổ cái pen đó, tới giờ đi vậy. Trời ơi, cô nhìn coi giờ này mấy giờ rồi. Nè cô nhìn kỹ coi. Chết cha, trễ thiệt hả? Xin lỗi nha, tại đồng hồ bị hư. Để lát xin về sớm sửa đồng hồ. Nữa hả? Hiện giờ tôi đi làm nè. Cô Lý, đây là lần đi trễ thứ 3 trong tháng rồi. Chưa kể chuyện cô đang làm tự động, cô muốn đi về là về. Cô nghĩ cô không xin phép luôn. Đúng lý ra là tôi cho cô nghỉ việc được đó. Nhưng mà vì chị Mai Lan căn dặn cho nên tôi để... Thôi bây giờ Mai Lan căn dặn sao làm y vậy đi. Vậy nha, tôi làm đây. Ơi cô này, cô Lý. Cái gì nữa? Hôm nay cô đi trễ, công việc của cô tôi giao cho người khác làm hết rồi. Cảm ơn nha. Cô Lý, tôi nói chưa hết mà. Cô coi đi xuống tầng trệt dưới lầu 1 á. Cô đi dọn toilet đi. Cái đó không phải là công việc của tôi nha. Cô Mai Lan không có kêu tôi dọn toilet nha. Bây giờ muốn dọn toilet thì kêu người khác vô mà dọn đi. Tôi không có làm đâu. Cô Lý, cô Lý. Muốn làm á thì kêu người ta đi. Cái cô này làm như là quen biết hay người nhà gì của chị Mai Lan hay sao? Lúc nào cũng được ưu ái. Đã vậy còn hóng hách, lười biếng, không làm gì hết trơn. Thôi được rồi, anh biết rồi, để anh xử lý chuyện này. Mình đi em. Không thể xem thường con bé Mai Lan được. Nó muốn kiểm soát tất cả mọi thứ trong gia đình mình. Bảo Nam, khách sạn và mọi quyền thừa kế nữa. Dạ xin lỗi cô. Lịch sự chút được không? Chỗ tôi đang lao mà, bước vô đây vậy? Ủa, cô đụng tôi trước mà. Tôi nói là chỗ tôi đang lao sàn thì anh phải né chút xíu đi. Tự nhiên anh bước thẳng vô đây là biểu tôi không nói, đụng là đụng gì. Này anh ăn mặc lịch sự mà anh không có lịch sự chút nào á. Tôi đi lao lại rất là cực nha anh. Cho tôi gặp quản lý. Ủa, chị này có dính dáng đâu phải kêu quản lý. Tôi chị, chỉ mời... Chị, thôi đủ rồi. Xin lỗi quý khách. À, chúng tôi xin thay mặt cho khách sạn. Xin lỗi là đã gây ra những phiền phức cho quý khách. Thôi, chuyện nhỏ, mình bỏ qua đi. Dạ, mong quý khách thông cảm. Nhìn lịch lãm vậy, mà không có lịch sự chút nào hết đó. Chị có biết chị đang làm gì không? Tôi làm lao công. Chỗ tôi đang lao sàn nè. Mà cô cũng thừa biết rồi. Người ta lịch sự, người ta thấy lao công, lao sàn là người ta né, người ta bước chỗ khác liền. Chị, còn mày ông bước thẳng vô đây, chị, biết tôi không nói. Đây là khách sạn, là ngành dịch vụ. Cho nên tất cả mọi thứ mình phải giải quyết trong sự tế nhị lịch sự nhất. Tôi rất là lịch sự, tôi nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Chị là lao công, chị phải né khách. Chứ tại sao lại để khách phải né chị? Tôi quá lịch sự rồi, tôi nói nhỏ nhẹ với ổng mà chưa hết đi. Tôi cần còn gặp quản lý, nó nổi điên chị. Không?
làm mệt rồi. Nó không có làm gì sai hết, nó nói gì là ép quá. Em kiểm tra lại camera để cho nhân viên này làm bản kiểm điểm và đuổi việc ngay lập tức cho chị. Ủa, tôi làm gì sai mà cô đuổi việc tôi? Mà cô là ai mà cô đòi đuổi việc tôi? Sao em còn chưa đi làm nữa? Dạ, nhân viên này là do chị Mai Lan tuyển và trực tiếp giám sát á. Con sẽ báo lại chị Mai Lan về quyết định của cô nha. Nói như vậy thì tất cả mọi thứ đều là do Mai Lan quyết định hả? Tôi không thể nào bỏ qua chuyện này. Không thể nào mà để cho một nhân viên như thế này mà làm việc ở khách sạn. Đây là khách sạn của gia đình tôi, không phải của Mai Lan.